Một lô đất với giá chỉ 56 triệu trên 1 mét vuông tại trung tâm của phường Bình Chưng Đông, quận 2, hiện nay là thành phố Thủ Đức. Lô đất đang được chào bán tọa lạc tại mặt tiền đường số 63, cách đường Nguyễn Duy Trinh 100m. Đây là vị trí sát bên với trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, cách chợ Tân Lập 250m. Lô đất có diện tích chiều ngang mặt tiền 8m8 và chiều sâu 67m. Tổng diện tích đất là 887,6m2. Đây là vị trí thuận tiện kinh doanh mua bán tại một khu sầm uất. Kế bên ba khu căn hộ lớn nằm trên tuyến đường 63 này. Đó là căn hộ Thủ Thiêm Xanh, khu nhà ở xã hội Bình Chưng Đông và cao ốc Petroland. Từ vị trí đất, anh chị kết nối ra đường Đỗ Xuân Hợp là 600m. Để kết nối về trung tâm Sài Gòn nhanh chóng, quý anh chị có thể di chuyển theo tuyến đường Vành Đai 2, cực kỳ thuận tiện. Và lô đất đang được chào bán với mức giá 49 tỷ 9. Quý anh chị nhà đầu tư quan tâm, hãy liên hệ Văn với số điện thoại 0938 868 120. Tường Văn Riêu, chuyên ký gửi mua bán bất động sản hàng sang trung tâm Sài Gòn.